Vâng, thưa quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi tổng hợp những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua để mang lại cho quý vị những tin nóng hổi nhất. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Kính thưa quý vị khán giả, mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc, lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Tương Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm, bị chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 32 tỉnh thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước tới 4 mét, có nơi lên tới 10 mét vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc trong gần một tháng trở lại đây. Rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng, nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa một số bản tin rất ngắn và kín đáo. Và để kiểm soát thông tin trên, cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như là Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng chính phủ của Trung Quốc luôn giở thủ đoạn phong tỏa thông tin để che đậy những âm mưu, thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và nặng nhất là thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Nơi này đã trải qua đại dịch Covid-19. Thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thập tệ. Những đợt mưa lũ, sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang qua sông Dương Tử, nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà, về những miền quê khác để sinh sống, cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình và sự vụ kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít. Nhưng một trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai lũ lụt hạn hán mang tên ABC của Mỹ đều đã cho biết hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang ở mức báo động, cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ ba trên thế giới đang bị lũ quét sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Điều đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất thế giới nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện, những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này, nước đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước. Và nếu như mực nước này phá vỡ con đập Tam Hiệp thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của chính phủ Trung Quốc sẽ bị vùi dập và bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị bởi trong thời gian vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã gây ra rất nhiều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ, thông báo qua kênh vệ tinh cho biết nhiều ngôi làng, trong đó hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm, làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều nổi lạch phành. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ, thiệt hại là không thể đong đếm được. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại họa lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay thì quả là một điều không sai. Khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2, tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống thấp làm cho 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua. Tất cả đều bị phong tỏa. Theo thông tin của Mỹ cho biết, hôm qua Trung Quốc còn dính đến thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống, làm cho con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận ở khu vực con đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp. Trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2, như vậy
Có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao, tuy nhiên chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra ngoài để bây giờ hậu quả khôn lường. Bài học này đã là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán bưng bít, những thông tin không cho tiết lộ cho thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án chính phủ Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 lãnh thổ quốc gia và làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt. Nhiều ngành nghề bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải bị trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên. Đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho phía chính quyền ông Tập. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang. Đợt mưa lũ đầu năm nay trong vòng 20 ngày đầu của tháng 7 ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, lên tới 36 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 7 tới nay ở vùng đông nam của nước này đã gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá lênh láng. Đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh, thành phố lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống và đã gần 1 tỷ người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ thứ Năm dao động phổ biến từ 5cm tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người của Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ Trung Quốc đang phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ năm 2023 tại Trung Quốc dự báo sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục tông một trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt AIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998 gây thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề sau các đợt như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và năm 2016. Hai nhà nghiên cứu Nhật Bản mang tên Hiroko và Antitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau: kiểu mô hình khí hậu hiện đại xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác. Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp, mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa, sạt lở của phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 8 và tháng 9 tới. Hiện tại, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ và Nga cho biết độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan ở mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những ngày tới. Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới. Và nhiều người cho rằng
chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra những hậu quả khôn lường cho thế giới. Nên bây giờ, mẹ thiên nhiên đã giáng đòn cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc đang trải qua những khủng hoảng kinh tế, chính trị đang tàn phá một cách khốc liệt nhất. Thì bây giờ lại đến thiên tai lũ lụt lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong trận mưa lũ lịch sử này, nếu như trong một vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên đầu phía Trung Quốc. Các tin tức liên quan tới tình hình đó chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị vào các bản tin sau. Còn chương trình ngày hôm nay do thời lượng có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.